1188, tục gọi là Đồ Triều, sinh tại quê mẹ ở làng Tân Thới, tỉnh Sa Định, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Quê cha ở xã Bồ Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông thi đỗ tú tài vào năm 21 tuổi. 6 năm sau, ông bị mù. Không đầu hàng số phận, ông về Sa Định dạy học và bốc thuốc chữa bệnh cho dân. Khi thực dân Pháp xâm lược Nam Kỳ, Nguyễn Đình Chiểu tích cực tham gia phong trào kháng chiến, cùng các lãnh tụ nghĩa quân bàn bạc việc đánh giặc và sáng tác thơ văn khích lệ tinh thần chiến đấu của nhân dân. Lúc cả Nam Kỳ đã rơi vào tay giặc, ông về sống tại Ba Chi, tỉnh Bến Tre, nêu cao tinh thần bất khuất trước kẻ thù, giữ trọn lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân cho đến lúc mất. Nguyễn Đình Chiểu là một nhà thơ lớn của dân tộc. Ông đã để lại nhiều áng văn chương có giá trị nhằm truyền bá đạo lý làm người như chuyện Lục Vân Tiên, Dương Từ Hà Mậu, cổ vũ lòng yêu nước, ý chí cứu nước như Chạy Giặc, Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc, thơ Điếu Trương Định và chuyện thơ dài Ngư Tiểu Y Thuật Vấn Đáp. Chuyện Lục Vân Tiên là chuyện thơ nông của Nguyễn Đình Chiểu, được sáng tác khoảng đầu những năm 50 của thế kỷ 19, lưu truyền rộng rãi dưới hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian như kể thơ, nói thơ Vân Tiên, hát Vân Tiên ở Nam Kỳ và Nam Trung Kỳ. Ảnh hưởng của nó còn lan rộng ra toàn quốc. Chuyện được in ấn nhiều lần, bởi thế có nhiều văn bản khác nhau, có khi thêm bớt cả trăm câu thơ. Theo văn bản thường dùng hiện nay, chuyện có 2082 câu thơ lục bát. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về đoạn trích thứ nhất, Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. Vân Tiên ghé lại bên đàng, bẻ cây làm gậy nhằm làng sông vô, kêu rằng bớ đảng hung đồ, chớ quen làm thói hồ đồ hại dân. Phong Lai mặt đỏ phừng phừng, thằng nào dám tới lễ lừng vào đây. Trước gây việc giữ tại mày, truyền quân bốn phía phủ vây bịt bùng. Vân Tiên tả đột hữu sông, khác nào Triệu Tử phá vòng đương giang. Lâu la bốn phía vỡ tan, đều quang gươm giáo tìm đàng chạy ngay. Phong Lai trở chẳng kịp tay, bị Tiên một gậy tháo giày thân vong. Dẹp rồi lũ kiến tròm ong, hỏi ai than khóc ở trong xe này. Thưa rằng tôi thiệt người ngay, xa cơ nên mới lầm tay hung đồ. Trong xe chật hẹp khôn phô, cúi đầu trăm lệnh cứu cô tôi cùng. Vân Tiên nghe nói động lòng, đáp rằng ta đã trừ dòng lâu la. Khoan khoan ngồi đó chớ ra, nàng là phận gái, ta là phận trai. Tiểu thơ con gái nhà ai, đi đâu nên nỗi mang tai bất kỳ. Chẳng hay tên họ là chi, khuê môn phận gái, việc gì đến đây? Trước sau chưa hãn dạn nầy, hai nàng ai tớ ai thầy nói ra. Thưa rằng tôi Kiều Nguyệt Nga, con nảy tí tất tên là Kim Liên. Quê nhà ở quận Tây Xuyên, cha làm chi phủ ở miền Hà Khê. Sai quân đem bức thơ về, rước tôi qua đó định bề nghi ra. Làm con đâu dám cãi cha, ví dầu ngàn dặm đàng xa cũng đành. Chẳng qua là sự bất bình, hai vầy cũng chẳng đăng trình làm chi. Lâm nguy chẳng gặp giải nguy, tiết trăm năm cũng bỏ đi một hồi. Trước xe quân tử tạm ngồi, xin cho tiện thiếp lại rồi sẽ thưa. Chút tôi liệu yếu đào thơ, giữa đường lâm phải bụi dơ đã phần. Hà Khê qua đó cũng gần, xin theo cùng thiếp đền ân cho chàng. Gặp đây đương lúc giữa đàng, của tiền chẳng có, bạc vàng cũng không. Gậm câu báo đức thù công, lấy chi cho phỉ tấm lòng cùng ngươi. Vân Tiên nghe nói liền cười, làm ơn há dễ trông người trả ơn. Nay đà rõ đặng nguồn cơn, nào ai tính kiệt so hơn làm gì. Nhớ câu kiến nghĩa bất phi, làm người thế ấy cũng phi anh hùng. Và sau đây chúng ta sẽ đến với đoạn trích thứ hai, Lục Vân Tiên gặp nạn.
Đêm khuya lặng lẽ như tờ, nghênh ngang sao mọc mịt mờ sương bay. Trịnh Hâm khi ấy ra tay, phần tiền bị gã xô ngay xuống vời. Trịnh Hâm giả tiếng kêu trời, cho người thức dậy lấy lời phui pha. Trong thuyền ai nấy kêu la, đều thương họ Lục xót xa tấm lòng. Vân Tiên mình lụy giữa dòng, Giao Long dìu đỡ vào trong bãi dày. Vừa may trời đã sáng ngày, ông trài xem thấy vớt ngay lên bờ. Hối con vẩy lửa một giờ, ông hơ bụng dạ mụ hơ mặt mày. Vân Tiên vừa ấm chân tay, ngẩn ngơ hồn phách như say mới rồi. Ngỡ thân mình phải nước trôi, hay đâu còn hãy đặng ngồi dương gian. Ngư ông khi ấy hỏi han, Vân Tiên thưa hết mọi đàng gần xa. Ngư rằng người ở cùng ta, hôm mai hẩm hút với già cho vui. Tiên rằng ông lấy chi nuôi, thân tôi như thể trái mùi trên cây. Nay đà trôi nổi đến đây, không chi báo đáp mình nầy trơ trơ. Ngư rằng lòng lão chẳng mơ, dốc lòng nhân nghĩa há chờ trả ơn. Nước trong giữa ruột sạch trơn, một câu danh lợi chi sờn lòng đây. Rảy roi mai vịnh vui vầy, ngày kia hứng gió đêm nầy chơi trăng. Một mình thong thả làm ăn, khỏe cua trèo cái, mệt quăng câu dầm, nghêu ngao nay trích mai đầm. Một bầu trời đất vui thầm ai hay, kinh luân đã sẵn trong tay, thùng dung dưới thế vui say trong trời. Thuyền nan một chiếc ở đời, tầm mưa trải gió trong vời Hàn Giang. Chào mừng các em đã quay trở lại với bài học tiếp theo của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện Lục Vân Tiên của tác giả Nguyễn Đình Chiểu. Nguyễn Đình Chiểu sinh năm 1822, mất năm 1888, tục gọi là Đồ Chiểu, sinh tại quê mẹ ở làng Tân Thới, tỉnh Gia Định, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Quê cha ở xã Bồ Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông thi đỗ tú tài vào năm 21 tuổi. 6 năm sau, ông bị mù, không đầu hàng số phận. Ông về Gia Định dạy học và bốc thuốc chữa bệnh cho dân. Khi thực dân Pháp xâm lược Nam Kỳ, Nguyễn Đình Chiểu tích cực tham gia phong trào kháng chiến, cùng các lãnh tụ nghĩa quân bàn bạc việc đánh giặc và sáng tác thơ văn khích lệ tinh thần chiến đấu của nhân dân. Lúc cả Nam Kỳ đã rơi vào tay giặc, ông về sống tại Ba Chi, tỉnh Bến Tre, nêu cao tinh thần bất khuất trước kẻ thù, giữ trọn lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân cho đến lúc mất. Nguyễn Đình Chiểu là một nhà thơ lớn của dân tộc. Ông đã để lại nhiều áng văn chương có giá trị nhằm truyền bá đạo lý làm người, như chuyện Lục Vân Tiên, Dương Từ Hà Mậu, cổ vũ lòng yêu nước, ý chí cứu nước như chạy giặc, văn tế nghĩa sĩ gần ruột, thơ điếu Trương Định và chuyện thơ dài Ngư Tiểu Y Thuật Phấn Đáp. Chuyện Lục Vân Tiên là chuyện thơ nôm của Nguyễn Đình Chiểu, được sáng tác khoảng đầu những năm 50 của thế kỷ 19, lưu truyền rộng rãi dưới hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian như kể thơ, nói thơ Vân Tiên, hát Vân Tiên ở Nam Kỳ và Nam Trung Kỳ. Ảnh hưởng của nó còn lan rộng ra toàn quốc, chuyện được in nhiều lần, bởi thế có nhiều văn bản khác nhau, có khi thêm bớt cả trăm câu thơ. Theo văn bản thường dùng hiện nay, chuyện có 2082 câu thơ lục bát. Trước tiên chúng ta hãy đọc qua bài Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga nhé. Vân Tiên ghé lạ bên đàng, bẻ cây làm gậy nhằm làng sông vô. Kêu rằng bớ đảng hung đồ, chớ quen làm thói hồ đồ hại dân. Phong lai mặt đỏ phừng phừng, thằng nào dám tới lễ lừng vào đây. Trước gây việc giữ tại mày, truyền quân bốn phía phủ vây bịt bùng. Vân Tiên tả đột hữu sông, khác nào Triệu Tử phá vòng Hương Giang. Lâu la bốn phía vỡ tan, đều quang gươm giáo tìm đàn chạy ngay. Phong lai trở chẳng kịp tay, bị Tiên một gậy thác dày thân vong. Dẹp rồi lũ kiến tròm ong,
hỏi ai than khóc ở trong xe này. Thưa rằng tôi thiệt người ngay, xa cơ nên mới lầm tay hung đồ. Trong xe chật hẹp khôn phô, cúi đầu trăm lệ cứu cô tôi cùng. Vân Tiên nghe thế động lòng, đáp rằng ta đã trừ dòng lâu la. Khoan khoan ngồi đó chớ ra, nàng là phận gái, ta là phận trai. Tiểu thơ con gái nhà ai, đi đâu nên nỗi mang tai bất kỳ. Chẳng hay tên họ là chi, khuê môn phận gái, việc gì đến đây. Trước sau chưa hãn dạ này, hai nàng ai tớ ai thầy nói ra. Thưa rằng tôi Kiều Nguyệt Nga, con này tí tất tên là Kim Liên. Quê nhà ở quận Tây Xuyên, cha làm chi phủ ở miền Hà Khê. Sai quân đem bức thơ về, rước tôi qua đó định bề nghi ra. Làm con đâu dám cãi cha, ví dầu ngàn dặm đằng xa cũng đành. Chẳng qua là sự bất bình, hay về cũng chẳng đăng trình làm chi. Lâm nguy chẳng gặp giải nguy, tuyết trăm năm cũng bỏ đi một hồi. Trước xe quân tử tạm ngồi, xin cho tiện thiếp lạy rồi sẽ thưa. Chút tôi liệu yếu đào thơ, dựa đường lâm phải bụi dơ đã phần. Hà Khê qua đó cũng gần, xin theo cùng thiếp đền ân cho chàng. Gặp đây đương lúc giữa đàng, của tiền chẳng có, bạc vàng cũng không. Gẫm câu báo đức thủ công, lấy chi cho phỉ tấm lòng cùng ngươi. Vân Tiên nghe nói liền cười, làm ơn há dễ trông người trả ơn. Nay đà rõ đặng nguồn cơn, nào ai tính thiệt so hơn làm gì. Nhớ câu kiến nghĩa bất vi, làm người thế ấy cũng phi anh hùng. Và sau đây chúng ta sẽ đến với đoạn trích thứ hai, Lục Vân Tiên gặp nạn. Đêm khuya lặng lẽ như tờ, nghênh ngang sao mọc mịt mờ sương bay. Trịnh Hâm khi ấy ra tay, Vân Tiên bị gã xô ngay xuống vời. Trịnh Hâm giả tiếng kêu trời, cho người thức dậy lấy lời phui pha. Trong thuyền ai nấy kêu la, đều thương họ Lục xót xa tấm lòng. Vân Tiên mình lụy giữa dòng, giao long dìu đỡ vào trong bãi dày. Vừa may trời đã sáng ngày, ông trải xem thấy vớt ngay lên bờ. Hối con vẩy lửa một giờ, ông hơ bụng dạ mụ hơ mặt mày. Vân Tiên vừa ấm chân tay, người mới rồi mình phải nước trôi, hay đâu còn hãy đặng ngồi dương gian. Ngư ông khi ấy hỏi han, Vân Tiên thưa hết mọi đàng gần xa. Ngư rằng người ở cùng ta, hôm mai hẩm hút với già cho vui. Tiên rằng ông ận lấy chi nuôi, thân tôi như thế trái mùi trên cây. Nay đã trôi nổi đến đây, không chỉ báo đáp mình nầy trơ trơ. Ngư rằng lòng lão chẳng mơ, dốc lòng nhân nghĩa há chờ trả ơn. Nước trong rửa ruột sạch trơn, một câu danh lợi chi sờn lòng đây. Giày roi mai vịnh vui vầy, ngày kia hứng gió đêm nầy chơi trăng. Một mình thong thả làm ăn, khỏe cơ trải kéo mệt quăng câu dầm. Nghêu ngao náy trích mai đầm, một bầu trời đất vui thầm ai hay. Kinh luân đã sẵn trong tay, thùng dung dưới thế vui say trong trời. Thuyền nan một chiếc ở đời, tắm mưa trải gió trong vời Hàn Giang. Cảm ơn các em đã theo dõi truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu. Chúc các em học tốt.